Em xin chào các bác nhá. Hôm nay bên em này test cái con máy ép phế liệu này để giao cho bác khách ở trên thành phố Bắc Ninh à. Con máy ép phế liệu này là ti của nó là ti 90, vỏ ngoài 140. Vỏ ngoài 150, hành trình 1200. Đấy, con này đang chạy, đặc biệt con này là chạy cái chạm nguồn rất chi VIP các bác nhá. Chạm nguồn 3,7 kW của hãng Juken. Bơm piston. A22 lưu lượng ở tầm 31 lít trên phút, áp mắc 250. Đấy, hàng chạm nguồn này gần như là mới luôn. Đủ điều khiển chạy. Đấy, tốc độ chạy lên xuống vèo vèo luôn. Chạm nguồn bơm motor chạy êm ru luôn các bác nhá. Phải nói là siêu VIP. Đấy, con này có cả ben để đế kiện. Làm cả ben để đế kiện. Tốc độ ép vèo vèo luôn các bác nhá. Chạm nguồn gần như là mới quáng luôn này. Siêu VIP. Đấy, con này là chạy chạm nguồn VIP nên là giá thành con này nó sẽ cao hơn các con kia nhá. Đấy, các bác có nhu cầu về các loại chạm nguồn thủy lực, xi lanh, tiben thủy lực và có nhu cầu chế tạo các loại máy ép thủy lực thì các bác liên hệ bên em theo số 0355 557 558 hoặc là số 0985 324 456 nhá. Áp bơm đang để bao nhiêu anh chú? Áp đó. Đang để 150. Đấy, con này đang để áp bơm này. Đang để mức áp bơm là 150 các bác nhá. Êm ru luôn. Đấy, em xin kết thúc video ở đây nhá. Các bác có nhu cầu về các loại chạm nguồn thủy lực, xi lanh, tiben thủy lực và có nhu cầu chế tạo các loại máy ép thủy lực thì các bác liên hệ bên em theo số 0355 557 558 hoặc số 0985 324 456. Các bác xem được video này nhớ ấn cho em xin một nút like và follow đăng ký kênh ủng hộ bên em.